Hôm nay Khả La cháu không ở nhà hay sao á? Đi đâu nhỉ? Khóa cửa mất rồi. Khóa cửa? À đây đây. Đây. Làm cái gì ở đây? Đang chơi ở đây Nhưng mà chơi ní. Hả? Sáng nay đi chăm dê rồi, cháu đi chăm dê ấy. Nên là chắc là lúc đi thì bà vẫn còn ở nhà. Quay về thì bà khóa cửa hết rồi, không vào nhà được. Như thế này là không được rồi. Cháu bảo là sáng nay cháu bà bảo cháu đưa chìa khóa cho bà để bà ở nhà, bà trông trông nhà. Nó là con hơi vào được rồi, vào được rồi quá. Lần này là đi xin cơ. Chị ơi, chị mỗi người cần một cái con dao, một con dao đấy. Ném mũi chị. Ném mũi chị, ném lon rồi. Đi hái hái măng. Đi hái măng á? Vâng. Hái măng ở đâu? Ném lon thử đi. Phố hao á? Ôi u, đi stick ở bên kia. Có được cái nào không? Ném vừa tao mới được. Nha chị tao mà. Chị tao mà. Hai cháu đã định đi thôi. Hái được nhiều không? Có tí nào không để tí nữa bán cho bác nhá. Nên, bán không hay là mang về ăn? Nếu mà lo tao tao mình chỉ nếu mỗi mỗi nữa nhá. Cho cáo từ cầm cáo từ cầm cáo tết là xây chủ mộ cáo từ cầm cáo tết. Cháu bảo là cũng không biết đấy, có hai anh lớn là chạy đi trước rồi, sợ là hai anh đi là lấy hết. Không, thì mình phải chạy theo chứ, mình phải chạy nhanh hơn thì mình đi mình lấy được chứ. Nên cho kia chẳng muốn tết thì lấy tiền lo tao lo tao nào. Bảo đi trước mình đi không kịp nữa. Đi không kịp là ngồi đây à? Vâng. Thanh niên này bị làm sao chứ, mồm mình làm sao thế? Không ngồi à? Mo. Ăn tài lắm phải không? Bị này này, ăn tài lắm, rách 2 mét rồi. Hôm nay cuối tuần các cháu không đi học. Xin thiệu chào mọi người, chào quý ông bà các bác nhé. Em giờ xin chúc mọi người thành nhiều sức khỏe. Anh em đang có mặt ở chỗ đường vào nhà cháu vào một cối rồi các bác ạ. Cũng một thời gian rồi anh em chưa quay trở lại đây. Hôm nay thì anh em tiếp tục quay trở lại thăm cháu để xem cái cuộc sống của cháu như nào. Hôm nay vào ngày cuối tuần của chỉ cuối tuần anh em mình quay trở lại đây thôi thì cháu còn đến lớp ấy. Đây nhìn sang thì thấy nhà cháu bên kia rồi. Thế nhưng mà để đi thì cũng phải đi vòng ngoặc cái ao này mới qua được các bác ạ. Ở cái khu này thì hình như là bà con chưa thấy nhà nào trồng ngô hay sao nhỉ? Vâng. Đầy cây cỏ đấy này. Cả một cái khu vực này thì hình như là bà con chưa có nhà nào trồng ngô luôn. Vâng. Khu kia hình như là vẫn còn chưa cày mấy cái bãi nhà nương nhà cháu bà kia còn chưa thấy cày lên kìa. Vâng. Thế là ông bà làm chưa xong của ông bà hay như nào đó. Cỏ màu lại mọc đầy hết. Vâng. Mới chỉ nói. Nên chỉ nói. Đi địa phân về. Đi địa phân á. Vâng. Hôm nay vào đây thì cũng có một cái thùng đồ. Một cái thùng quà của một cô ở dưới Hải Phòng. Đó là cô Đặng Thị Hà các bác nhé. Đi rồi. Một thùng đồ rất là to đây các bác. Không phải là những cái món quà đi. Nhà chị Mỹ ở dưới này đây. Nhưng mà nhà kia treo cái quần áo lên chân đỉnh cây kia làm cái gì nhỉ? Treo lên trên nóc nhà. Treo nóc nhà không biết làm cái gì kia. Cái kia là thường là treo như thế để đùa những cái con đại bàng, con diền hao. Con đại bàng ở trên đấy á? Vâng. Là gì có con đại bàng ở trên đỉnh nóc nhà kia? Kể là con đại bàng với lại con diền hao là hai về bắt con nhà con ấy. Hay là kiểu như là cứ vác cái quần áo để nó đu đưa xong là con diều hâu nó nhìn thấy nó cứ tưởng người ấy nhỉ? Đúng rồi, nó như kia, cứ như kiểu là người đang đùa ấy. Chạy con dép lại nhỉ? Đúng rồi. Có cái hay, bà con hay mặc cái quần áo ở gian nương ra bãi để mà kiểu như là treo lên xong rồi để những cái con gì nó không phá phách mùa màng ấy. Để con chuột nó không chạy. Thế này chuối như gần chín rồi sao ấy. Thế mà vàng rồi. Nón chứ gì đâu. Vâng. Hôm nay Khả La cháu không ở nhà hay sao á? Đi đâu nhỉ? Khóa cửa mất rồi. Khóa cửa? Đây đây. Đây. Làm cái gì ở đây? Đang chơi ở đây Nhưng mà chơi ní. Hả? Vậy đây, bác xem nào. Thế rồi đi. Hả? Đi nghịch cái gì về nhìn như là... Không mất chỉ là... siêu nhân đấy. Không mất chỉ là... Mất chỉ là... Giá bỏ ngay là gì đó. Mà không ngay chẳng ăn. Ở tại trường nó lỏng ngay sang ngon khó trọng á. Nên bây giờ đi. Mà sách chế thì nè sách chế thì. Thế là sáng nay cháu thả ra đi ăn cỏ ấy thì là cháu quay về thì bà khóa cửa rồi. Thế bà đi làm gì rồi? Vào mới chết chị bác rồi mày. Bà đi đâu cũng không biết nữa. Trời ơi, đi từ sáng rồi hả? Thật kim mùa, thật kéo mà sao chị á?
À, sáng nay đi chăm dê rồi, cháu đi chăm dê ấy. Ồ. Nên là chắc là lúc đi thì bà vẫn còn ở nhà. Quay về thì bà khóa cửa hết rồi, không vào nhà được. Ồ, như Bây giờ bà khóa cửa thế này thì vào kiểu gì? thế. Thế không phải con cầm chìa khóa à? Chỉ ngay ngay giờ xí rồi. Lọt bò bò thì phòng hấp này. Phòng hấp phòng chỉ mất ngay. Ủa, như thế này là không được rồi. Hả? Cháu bảo là sáng nay cháu bà bảo cháu đưa chìa khóa cho bà để bà ở nhà bà trông trông nhà. À, thế chìa khóa hòm đâu? Chìa khóa hòm trước bác đưa cho đâu? Từ xin sáng đi nó mới rải trên này, ở rải trên này. Bà cũng cầm đi rồi, sao lại đưa cho bà cầm? Cháu mới vào trong phòng không? À, nghĩa là cháu đang đeo thì là bà nhìn thấy bà mới bảo là đưa hết cho bà. Ôi dồi, cái chìa khóa đấy bác đã bảo là con không được cho lấy cho bà hay là bất kỳ ai cái chìa khóa hòm đấy giờ của con cơ mà. Để thế còn tôi xin là mày hỏi tôi chỉ thắc mắc là phòng thế mà. Bà là cháu cũng không đưa nhưng mà bà về lấy. Ồ, thế là bà cứ thế bà lấy á? Đúng rồi. Trời ơi, sao bà này đợt trước mình đã dặn rồi bà cái này cái hòm của con của cháu bà không được lấy đi để cháu đi học hoặc là đi chăn dê thì cháu về lúc nào thì mở lúc đấy. Thế bây giờ bà đi bà cầm hết cả chìa khóa hòm cả chìa khóa nhà đi thế này thì vào nhà kiểu gì? Còn ngập vào tầm ngõ chúng mình sẽ khi trong một trên chơi xếp ra đi ở sau đây chơi chơi hả chơi hả bảo là đi chăm dê đến giờ này đó rồi mới về để nấu cơm ăn nhưng mà về nhà thì bà khóa hết rồi. Trời ơi. Khóa cửa hết rồi. Thế nhà bà sang nhà bà xem chưa? Một tí bỏ chơi nhau chơi rồi một tí lỏng nữa. À, vừa mới chạy đi đi sang nhà bà về, bà cũng không ở nhà nữa đâu. Ồ, tức là vừa chạy sang nhà bà á? Ơ, nhà hồi thì bỏ chạy á. À, vừa chạy đi sang nhà bà về. Ồ, thế này thì đúng là gai to nhỉ. Ây da, như thế này thì không bà biết này là... kiểu gì nhỉ? Đợt trước đã bảo là cái của cháu này, cứ bà cầm đi thế này thì khóa cửa này vào nhà kiểu gì? Thôi, không có chìa khóa đâu. Thế một lần bác thấy con đeo vào cổ cơ mà. Thật sự đấy, bác cho hắn đi nó mê. Mình chỉ nhìn bác là rồi. Không thấy được rồi. Gây nhỉ? Thế là bà lấy đi rồi. Bỏ áo áo chỉ mới gặp phòng gặp phòng. Không cần, cháu không đưa nhưng mà bà cũng lấy đi thôi. Không đưa bà cũng lấy á? Vâng. Thế cái chìa khóa hòm mà con đeo ở cổ hay là con để đâu mà bà lấy? Tụi chị sao cho xe tụi chị khó trong lỗ chả phòng à? Cho xe đó chị sao? Cho ní. Nghĩa là cháu đeo hết vào cổ ấy. Vâng. Nên là chắc là bà nhìn thấy bà mới đi cầm đi. Sao lại thế nhỉ? Bà này đúng là cái kiểu gì bây giờ cầm hết chìa khóa đi bây giờ cháu đi về không cả vào nhà nấu nướng được thế thì bây giờ làm thế nào bây Đúng giờ rồi. Nhưng mà xem cái cửa này sẽ là cửa này có khóa không hình như là chốt ở bên trong không, cái cửa này là chốt ở bên trong rồi à cái cửa này không làm gì được cửa này là đóng ở bên trong đúng không cửa này đóng bên trong rồi nhưng mà cái này không phải đâu hả nhưng mà bảo cái dây này và ấy thì mình cắt ra nhưng mà không phải ấy kiểu gì? Chốt ở bên trong sao? Chốt ở bên trong á? Vâng. Ôi dồi, chắc thế. Như thế này hết rồi. Giờ. Thế là đó là mới về ăn cơm. Có chắp lao thế là làm thêm món nó lắm. À, đi chăm dê là đến giờ là đói là về tìm cơ ăn ấy. À. Thế ông có nhà không? Nhà đi, nhà đi. Nhà chỉ bỏ thế. Ông cũng không thấy nữa rồi. Ồ, thế nhà bà là khóa cửa hết à? Bỏ nó chạy cặp vào sau nè. Sao tả? Sao tả là chỉ sao? Bỏ chị. Sao là à nghĩa là bà không đi đâu rồi không thấy nữa ôi dồi ừ. Nên là về đây là cứ chỉ chờ trực bà thế này thôi ừ, không kể là một hôm anh mình vào thì cháu cũng có cái chìa khóa ở ngừa ấy thì vào lúc nào cũng được nhưng mà bây giờ bà lấy đi hết thì nên lưu ra mà sao mà cho này nhỉ là sao chắc là không đeo vào cổ nữa giấu ở cái chỗ nào nếu mà đi ra ngoài nhỉ anh nhỉ giấu thì giấu ở đâu thì bà đã lấy rồi thì bà cũng phải bắt cháu lấy ra bằng được chứ. Đúng rồi. Thế là lâu lắm à? Sẽ sắp đạt. Cả cái quần à cả cái chìa khóa hòm bà cũng cầm đi. Thế cái gạo trước bác lấy vào còn không? Chưa thu rắn nó tôi tả chưa? Hay chưa? Vẫn còn đấy. Ừ. Còn nhiều còn ít? Cho nào đi. À vẫn còn là khá nhiều. Ờ. Thì chắc là có cái hộp xong là cháu khóa vào thì mới còn như vậy. Ừ. Thế bà đã có lấy gạo kia về nấu bao giờ chưa? Bà chỉ tập cho xua sao xá thế nhỉ? Bà là chỉ tập không? Bà chỉ tập không? À, bà chưa biết cái gạo ở trong cái hộp đó. Bà chưa biết đó. À. Thế bà mở hòm vào hòm bao giờ chưa?
bỏ ra khi bước sai không? À, khi được tập khi? Bà. À, cháu bảo là bà chưa mở bao giờ. Nhưng mà sáng nay là bà lấy chìa khóa rồi, không biết là bà xem hay chưa nữa. À, tức là sáng nay là bà lấy chìa khóa đi rồi. Đúng rồi. Mà nếu mà bà lấy chìa khóa thì khả nghi là bà xem hay chưa đấy. Liệu có mở được cái cửa này không để cháu vào nhà cháu còn nấu ăn chứ? Vâng, bây giờ em có mở đó anh. Cái này là nó trống ở bên trong phải không hả bà? Nếu không thì sao thác hậu rồi mày? Khi không nhé? À, cháu bảo là cũng không biết đấy, nhưng mà có cái dây này chắc là bà bùa vào đây hay như thế nào thôi. Và đâu là cái cửa này mọi khi là có một cái cây trống vào, thì khóa cái cửa kia thôi. Thế cháu về lâu chưa? Ở rồi, hôm nay đấy. Hát lỏng thế á? Cháu về lâu rồi. Cháu về lâu rồi là cứ ngồi chờ ở đây thôi. Đúng rồi. Trời ơi, thế này thì đúng à. Hết thuốc chữa của cái bà nội kiểu này. Đấy, đi thì cầm hết chìa khóa đi để cháu về cháu đói thế này đúng rồi. Cũng không kéo được đâu em ạ. Cái này chắc lắm. Bây giờ không vào được thì cháu cũng ở nhà này thì chờ. Nếu mà bà không về thì đúng cũng chịu không. Được rồi. Hả? Được rồi. Được có cây trống. Cái gà móc cây gà. À móc móc. Ôi giời ơi. Được. Hả? Lấy cái cây về chọc. Lấy cái cây về chọc. Chọc cho ấy vào cho cháu để mà cho cháu còn nấu ăn chứ, không cứ ở ngoài này này biết bao giờ bà về. Làm được không? Này chắc ông bà đi nướng rồi. Không ra chú. Tránh chú dưới giờ là. Thế này thì cháu làm sao mở được? Tươi thêm mà. Có cái cây thôi, cứ ấy đi ấy lại để cái cây nó tuột ra là được đấy. Lại chặt hơn rồi. Lại chặt hơn rồi. May mà không kéo vào nó là còn hơi. Được rồi. À, vào được rồi. Vào được rồi. Quá. Có phải cây trống không? Đấy, cái cây này này. Cái cây này. Hỏng hết nhà rồi. Bục hết lên kia. Đấy, trống vào như thế này thì làm sao mà cháu vào được. Đúng rồi. Thế mới cái tải chứ này. Đi đâu thì cũng phải cho cháu cái chìa khóa để cháu vào nhà được chứ. Em gầy nhỉ. Đấy, thế là định về nấu cơm. Thế nhưng mà bây giờ cả cái chìa khóa mở hòm cũng không có, thế này thì nấu cái kiểu gì à, bây giờ? À đúng rồi. Như thế là không có gạo để nấu nữa. Thế này. Sạch bóng rồi. Thế chắc là cháu đến giờ cháu tính là về nấu cơm sao ha. Nên cháu thì cháu ăn tiếng rồi chị rồi như là ôm món nó là mày. À. Thế bây giờ là đói là cháu về định về nấu cơm á? À chắc ra là ôm món nó là chị rồi đi. Này Hà Ly chả? À, nghe là cháu bảo là đói thì về nhà để nấu cơm ấy, nhưng mà về đến nhà thì bà khóa hết cửa sao là không biết là đi đâu nữa. À, nên là cháu không được nấu cơm. À. Bây giờ cái hòm này còn không mở được thế này. Nhưng mà cháu không biết là bà mở hay chưa nữa. không có cái gì đâu. Thế này là gay gắt. Phải đi xin cơm về cho cháu rồi. Đấy, ông bà thì không có nhà. Khả năng là chạy xuống nhà dưới này làm ít mèn mén về cho cháu ăn tạm. Chứ còn đúng làm rồi. Mẹ. Lấy mê. Cái thùng kẹo vào đây để cháu ăn tạm đấy. Đấy, còn mấy thanh niên này. Mấy thanh niên này đã chạy về đây rồi. Đấy, nhanh thế. Đấy, lấy cái thùng kẹo về khôi ra để cho cháu xong rồi khả năng chạy xuống nhà dưới này để mà xin cho cháu một bát cơm và bát mèn mén. Không như đến tối là không được ăn cái gì luôn. Đây gom hết rồi đây này. Thế thả gì đi tận đâu rồi? Chắc xin một giờ mới. À, lên thả lấy chiếc đồ rồi. À, thả lên chiếc đồ á? Vâng. Thả đi từ sớm rồi à? Thả kết trong một rồi. À, sáng nay thả đi rồi đấy. Đấy, về đây lớn đi. Bác bảo nhá, có cái thùng quà của bà ở dưới Hải Phòng nhá, bà Đặng Thị Hà có gửi cho con nhá. À, thực phẩm là nhất là Hải Phòng thì mua kho tha thật đó nha. Ừ. Chắc bài đó. Ừ, đó thì ăn cái bánh kẹo trước đấy. Ồ, nhiều bánh kẹo quá.
Ai cái này trước đây, cái này là bb phải không? Đâu hai thanh niên này đâu, nhưng vào đây bác bạn, vào đây có kẹo nhé. Nó tha. Cho cháu mỗi cháu cái. Vâng. Ô nhiều quá, nhiều kẹo lắm. Đây. Bánh bb. Vâng, bb. Đó thì ăn cái này, tí nữa ăn nấu cơm sao? Nhưng mà phải đi xin cơm đấy. Xin cơm ấy, bây giờ không nấu được rồi. Vâng. Để vào đây có mì hay cái gì không? Bánh kẹo đâu, toàn bánh kẹo. Thế nhưng mì sao? Không, bánh kẹo. Xem là có cái hộp mì gì không? Nếu mà có thì pha cho không, cháu không là được. Không có đâu. Cái bánh kẹo này để cho vào hòm đi. Thế nhưng mà bây giờ hòm thì bà cầm chìa khóa đây rồi, không thể mở được rồi. Vâng. Đấy. Bác bảo nha, cái bánh kẹo này tí nữa là con bà về là lấy chìa khóa cháu bà nha. Con đút hết vào trong hòm của con kia, con khóa. Cái chìa khóa kia là con khắc cất đi nghe chưa? Không được cho bà nữa nghe chưa? Mấy ý mình gì à? Bảo tao mang cái túi xịn mà mua sao bút sao nhá? Mua tha sao bút sao chỉ mua là phòng ảnh nhá. Bác chỉ bảo. Có biết không? Thế cái chìa khóa hòm này con đeo vào cổ hay con để đâu mà bà lấy? Túi xịn ở chỗ họ thử đi bỏ thấy không? Ở trong này nhé. À đeo nghe là đeo vào cổ, đeo trước ngực này bà mới nhìn thấy. Là sau là cháu còn cất đi thôi, không cho bà biết nghe chưa? Không cứ mỗi lần bà lấy gì thế này nấu ăn thì nấu kiểu gì? Ngon không? Cá chi cả. Cá chả cá. Cá. Con học lớp mấy rồi? Lớp 3 gì á? Ôi dồi, nhỏ nhỏ này học lớp 3 gì á? Thế còn cháu này học lớp mấy rồi? Lớp 2 rồi hả? À, con tên là gì? Mua. Mua á? Còn cháu này tên là gì? Sính. Sính á? À, đây là chắc là cùng lứa tuổi với cháu bà. Đấy, là thế nhà ở đâu? Hả? À, ở bên này á? Ồ. Bạn bè sang này chơi này. Thế dạo này là ông sang đây ngủ hay bà sang đây ngủ? À bà. Mẹ. Nên đi bỏ tao nói bụi là giả tao nói bụi. Giả tao nói bụi nhá. Giả tao là. Ồ. À, dạo này là ông sang đây rồi. Ông ấy dạy sang đây rồi. Vâng. Thế sao bà lại sang đây lấy chìa khóa được? Nhớ giả bỏ tao hơn thì ngay giờ xí là thật kì bỏ tao này. À, sáng nay bà ra đây, thì là bà nhìn thấy chìa khóa của cháu thì bà mới bảo là cháu đưa cho bà. Sau đừng đưa cho bà nữa nghe chưa? Đây là chỉ muốn là bỏ nhé. Anh nhé, bây giờ anh mình sẽ xuống dưới kia xin cơm thôi. Nhà chị Mỹ á? Bà, đúng không? Anh mình đi. Ôi dồi, chị gái nào kia đây nè? Cái chị gái. Chị tờ, ông mới chị à? Mới chị? Nhân nhân gì là? Nên nào thì anh chị à? Là hôm nay là chỗ ai chị á? Ai chị nè? Thôi này là? Thôi biết tụi em. À nghĩa là nhà chị Mỹ đã có người địa phân. Dạ, có thì địa phân chắc là có cơm đấy. À hộ nhà chị Mỹ địa phân à? Đúng rồi. Lo lấy cho cháu ít bánh kẹo lẻ chứ. Vâng. Mẹ nấu mốt tha. Cái kẹo rời kia, kẹo rời ở ngoài có mà. Đấy, túi là túi. Đó, về đây cháu, về đây cho kẹo nhá. Mẹ nấu thì mốt tha. Thế là chị là hộ nhà chị Mỹ địa phân à? Bắt là hộ thì có chị là. Đi địa phân cho nhà chị Mỹ. Đây cháu hãy được rồi, em ấy cái hòm kia lên chân giường cho cháu. Vâng. Cái này là của cháu vào thôi. Của cháu vào nên là để lại cái này cho cháu vào. Nó tí ủi một ngắm món thôi nhá. Cháu là ngại. Cháu ngại à? Lần này là đi xin cơm. Phải xin chứ mới làm nào. Bây giờ thì rất là ngại. Không xin thì cháu lại chết đói à? Nè, quá chị cho cháu luôn này. Hả? Này chị á. Ấy da. Ô, đâu thanh niên thế? Đờ sang đây giúp cả nhà chị Mỹ là địa phân. À? Vâng. Nên tí tao thôi. Chị tí tao. Thôi rồi, hết chị ơi chào với. Hả? Ồ, giống ở trên nào rồi? Ồ, nghĩa là đây là chồng chị Mỹ á. À đây là chồng chị Mỹ á. Ờ trẻ thế. Chồng trẻ thế. Dạ thanh niên 13 14 thế này. Chồng này thế ít tuổi hơn vợ à? Ờ giá bao là giá cha số đó này. Giá à? Giá rồi. Ai ai giàu hơn cháu nào xong rồi. Lục kia bé chị Mỹ bảo là chồng có sắp bỏ cả mẹ con ấy. Sao lại sắp bỏ? Vợ để tốt thế này bỏ là cái gì? Đó, con này tí cháu mua mình nhiều chỗ, cháu con này trẻ quá chứ này.
À, mấy chị kiếm được có vợ mắn đẻ thế nhỉ? Ôi, còn thanh niên này cao to nhỉ? Ừ. Thanh niên này bao nhiêu tuổi rồi? 21 rồi. 21 gì hả? À? À. Ừ. Thanh niên này đi lánh khỏe đấy nhỉ? Thanh niên này lánh chưa sơ đâu. Cao to đẹp trai có vợ chưa? Có rồi. Ôi, cao to đẹp trai này không có vợ thành ế mất nhỉ? Nhưng mà thanh niên này nhà đâu hình như là chưa gặp bao giờ nhỉ? Hả? À, ngay ở trên điểm trường. À, tận điểm trường kia. Vâng. Ồ, tận điểm trường kia xuống đây hộ anh ơi. Phần. Hả? À, anh là chủ nhà ở đây. Ôi, này từ chưa chuyện mà. Ờ. Hôm nay là em xuống xuống đây để xin một bát cơm cho cháu bà. Ôi, tôi thấy không có mềm mềm không? Em xin bát. Là sao hết đâu ta? À đây chị Mỹ. Có cái món gì không hả chị? Ồ, nên mới chị nó. Hả? Mỏ xe. Mỏ tao mà chị ơi chà. Và có là mềm mén thôi. Mềm mén là mềm mén. Đây, cái này chín chưa? Cái này chín chưa? Nè, con này vừa tao xin à? Con này. Nhiều á? À, cái này chị ăn được. Chị ăn được. Nhưng mà sao có cái rau gì chưa chị Mỹ? Vừa tao kiếm được hồi đó chị này. Ôi, bên đây chị qua chị kia. Bảo là không có rau để xào rau ấy. Không có xào rau á? Vâng. Nhưng mà không có rau chua hay cái gì à? À, còn một tí đấy á? Còn một ít ở đây. Thế được, không có sao, không sao. Mà nên nó tả chị ta vừa. Nên nó tả mà. Nên tả? À, thế là mình lấy ít này cho cháu vào. Chan chan vào cơm cho cháu. Đâu mềm mén đâu em xin tí. Phải thấy không mà mong nhỏ. Rõ nó mới ít thật khá kiện hả? Ít khó mẹ ạ. Không cần nhiều đâu chị ạ. Nhiều quá mọi người lại không có gì ăn. Ừ, được. Còn nhiều không? Hả? Ôi ôi, không hết rồi. Mà bằng này thì làm gì mà đủ mọi người ăn? Cho con đi, bữa giờ cháu nên rồi. Con đi, chị cháu đi mà đủ à? Chị mà đâu á? À, tí nữa thì chị làm sao cho mọi người ăn? À, làm sao cái gì? Vâng. À, nhưng mà còn có để làm hay không á? Bộ chỗ của đây. Chứ còn mẹ hả? Chứ còn mẹ á? Còn có ít quá. Ít quá? Có đủ, vẫn đủ mọi người ăn chứ? Chứ còn mẹ lắm mà. Ồ, nhưng thế có sao là nó mua mất chỉnh mà chị cho cháu nói à? Ồ, nó mẹ rồi. Bảo là, ăn mọi người có ai ít hơn nếu mà ăn khỏe chắc không đủ ạ. Nhưng mà cháu và hôm nay là bà nó đi đâu ấy, lấy chìa khóa đi hết rồi, bây giờ không nấu được cho cháu, nói em xin một tí này về cho cháu và nhé. Nó đi hơn này bỏ mối chìa sao không tàn thì tay ở xe này chép tay ngay không mòn nó à. Chị bảo là chắc là đi làm nữa hay là đi làm cái gì rồi. Ở nhà chắc đi đường rồi. Vâng. Hôm nay đông người thế vui nhỉ. Hôm nay được ngày đi xin. Ngày đi xin. Sao xin hả? Cảm ơn em trai nhé. Xin lỗi. Nhưng mà là ít tuổi hơn vợ hay là nhiều tuổi hơn vợ? Nhà con này sao sống? Tám sáu tuổi. Ít vợ 4 tuổi. Nào là nhìn trẻ thế. Ở trên phố với cô về. Nhớ đi á. Chỉ cho lo cho nên tốt trẻ vỡ. Chị bảo là anh có sắt bỏ các con ấy do là chị 4 tuổi. Chị có tuổi à? Ngày xưa cứ thấy cứ lấy chồng trẻ đi trả thế, bây giờ còn kêu ca gì nữa. Cảm ơn các chị nhá. Đi xin cơm thật sự là cũng là rất là tuyệt vời luôn. Ôi, chồng bà con ở đây thì cũng rất là gần gũi đấy, có nhiều có ít nhưng mà xin thì bà con cũng vẫn cho. Đó. Ê, xin được cơm về rồi. Hả? Chú xin được cơm về. Thao tao mỏ đỏ lắm nhé. Nhớ, chắc chắp tay hả? À, ấy, gần đầu rồi. Gần đầu rồi hả? đi lấy cái thìa về ăn. Lấy cái thìa về ăn đi. Còn hai thanh niên này có ăn không? Nên nó xin đâu. Hả? Hả? À, hai thanh niên ăn rồi. Ăn rồi hả? Vâng. Ồ, thảo nào. Thế là để cho cháu vào thôi. Lấy thìa về ăn đi. Nên gặp đi vào nó. Chắc là đó lắm rồi. Đấy, con ngồi ăn đi. Dạ, mẹ xong cả rau cả đỗ nữa nhá. Lần sau nếu mà bác không vào đây, nếu mà bà ông bà đi cả ngày như thế thì không có cái gì ăn thì đi xem nhà nào có thì xin lấy mềm mén về ăn nhá. Nên không như thế này thì chờ bà biết lúc nào vào về. À, nên lấy giá thì tôi cho nhau hơi vòng hơi chỉ nhau sẽ xếp lại mà ông thăm mỏ lắm nhé. Bye bye. Cái là cháu chắc là cũng không dám đi xin đấy. Chả là như thế. Do là đi xa nhà ông bà cũng không ở nhà nữa thì cũng không biết là đi xin ở đâu nữa. Thế là con chạy sang nhà ông bà thấy ông bà khóa cửa hết à, phải không? Một tịp họp bỏng ngã xong họ trong tả thế hả? Chỉ nhớ trẻ. À, đấy. Đi xa nhà ông bà thì cũng không ai ở nhà nữa. Ồ. Xong là mới lại quay về. À, tả ra tới đó có tí đó không nhé? À. Cách cách.
ta đói thì cái gì cũng ngon. Đúng rồi. Đến khổ. Mày qua có nhà chị Mỹ ngay gần đây. Nói chung là nhà chị Mỹ này cũng hoàn cảnh cũng rất là khó khăn của bác ạ. Nhưng mà cũng sẵn sàng chia sẻ một ít cơm để mà cho cháu. Bây giờ cháu nói chung là cái tầm tuổi này thì cũng đói chỉ biết nhịn thôi, chứ còn chưa biết là tự lo được các bác. Quan trọng là ở người lớn, nhưng mà ông bà kiểu này là không ổn tí nào rồi. Vâng. Đi thì cũng phải biết cháu chứ, cầm hết cả chìa khóa đi thế này. Cái là thừa ấy, ông bà nếu mà đi có đi xa cũng phải nấu cái nồi cơm cho cháu. Thì cháu về cháu còn được ăn. Còn không cần nấu cơm cho, nhưng mà cháu này thì không phải lo rồi. Vâng. Cháu này thì chỉ cần là cháu có đồ ăn các kiểu là cháu cũng khác tự nấu được mà. Vâng. Đấy, nên là không phải lo, thì cháu hiện tại cũng đã tự lập được rồi. Nhìn cháu ăn ngon nha. Ngoài chứ nhỉ. Ăn rất là nhanh luôn. Nó khá khá hả mẹ? Ăn từ từ thôi nhá. Bán được hết bán này không? Ốc bốn nó toàn đi đi. Tại sao ta? Tàn thôi hả? Cũng chưa biết. Cả chưa biết đó. Chịu thôi. Có ăn hết bàn nào thì bàn đấy. Có hơn mà không có ăn. Ăn chưa hết thì cứ để lên đấy nhá. Chiều con đi chăn dê về, hay tối nhớ đâu ông bà về chưa kịp lại còn có cái mà ăn nhá. Sợ là tối về ông bà lại không sao không kịp ấy. Đúng rồi, mùa này mùa nương chắc là ông bà đi nương ấy. Nhìn có ăn này, giờ này chú cũng đói lắm rồi ấy. Bữa ăn được mấy bát? Có được 2 bát đầy không? Nếu đi ở bữa nó tàu, nếu đi ở bữa nó tàu ăn thì tàu á, phải chứ tàu. Được, 2 bát. Thế ông sang bên này ngủ mấy tối rồi? Giờ tối thì cũng chẳng mong lắm. Ông biết mà, 2-3 đêm, 2-3 tối rồi. 2-3 tối rồi. Thế là tối qua ông mới ngủ xong là sáng nay bà mới sáng sớm ông mới lại đi về đúng không? Nằm hôm nhà tôi nói bây giờ thầy kỳ dòng cho bỏ thế thôi. Ừ. Đúng rồi. Hôm qua thì ông đến ngủ. Sáng nay ông về sớm thì bà mới đến. Thì chắc là mới thấy cái chìa khóa của cháu á. Chìa khóa trên người cháu mà còn cầm đi được đúng không? Chịu. Ăn từ từ thôi, không nghẹn nhá. Nó mà nó hổ. Nó khô à. Cái mềm mén này thì phải có nước canh, không có nước canh là khó. Đúng rồi. Xem nào em ơi, cái thùng này mình xem dấu vào đi. Vâng. Không ngờ tí nữa bà về bà mở và thấy là bà ấy đấy, xong rồi để vào cái chăn kia trong vùi xuống, xong rồi chỉ dặn cháu thôi. Ở đây thì cũng gọi là chỉ khuất mắt bà thôi chứ còn. Đúng không? Để che mắt thôi. Đấy là cái bát đũa. Cái bát đũa. Đấy, xếp vào đây xong là. Nhưng mà ông sang bên này ngủ thì không sợ. Sợ bà ngủ. Không, không lo mấy, chỉ sợ bà thôi. Sợ bà sang bên này bà ngủ, bà lại bảo lại ở giữa cái chân dừa có cái gì xong mà cầm kênh ấy. Xong là chỉ dặn cháu thôi. Vâng. Cũng cảm ơn cô Hà ở dưới Vĩnh Bảo Hải Phòng rất là nhiều. Đấy, cái món quà lên cho cháu rất là ý nghĩa và thiết thực. Không à. Vù như thế này thôi, nếu mà vù đẹp quá thì sợ phát hiện ra. Cứ để cho cháu xong là thì mình dặn cháu bảo là bao giờ bà về thì cất hết vào trong hòm này. Vâng. Xong rồi cầm lấy chìa khóa. Còn nước không? Có, vẫn có nước. Có cái gì đâu. Vâng, hết sạch. Hết sạch xanh xanh. Xin lỗi. Còn ăn không? Không ăn nữa. Cất lên, còn cất lên xong rồi còn thì để tí nữa chiều về đói thì được ăn nhá. Chào bé, đâu có tóm nói nha. Chút lại con thích bà hơn hay thích ông hơn? Nè, nè. Ta, ăn nhẹ bỏ rồi, ăn nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ, ăn nhẹ nhẹ thôi. À, thì ông hơn đấy. Con à? Thế bà có ai mắng con không? Bỏ khánh chéo, là bỏ tha nha. Bỏ khánh chéo. Bà mắng đấy. Bà mắng á? Ừ. Thằng nào sợ bà và này, bà chỉ quát câu rồi. Sợ. Bỏ khánh chéo, giờ chỉ số chéo. Giờ chỉ hát rồi, giờ hát. À, cháu bà cũng bảo là ông thì ít khi mắng á, ông thì kiểu là cháu nếu mà cháu
à, đi đâu hồi cháu làm sai cái gì thì ông ấy gọi là à, nó nói một tí thôi chứ bà thì bà mắng nhiều lắm. Kể là như thế thì các cháu nhỏ là hay sợ ấy. À dạ thế, trẻ con mà. Ai ít mắng hơn thì quý người đó. Ai mắng mỏ nhiều thì đương nhiên là sẽ kiểu như là nó ít gần gũi hơn đấy. Thôi, bây giờ mình đi thôi nhỉ. Thế này để cháu còn đi trông dê hay làm gì làm. Đấy. Mày nhớ nhớ gì trả chị nhé. Nhớ nhớ gì một trả cho chị ấy. Rất là tội. Hãy đóng cái cửa này vào. Tôi nhảy cáo không nhé. Đây này, có cháu này. Ô, nghe cái gì đấy? Đu đủ xanh xanh lẻ. Đu đủ ấy, ngứa lắm ấy nhá. Không động vào đâu. Động vào là ngứa hết cả người đấy. Chỉ con chỉ cho nha. Cháu gái kìa. Mấy thanh niên này. Cái đu đủ này. Đu đủ này, rộng hết. Từ từ rộng vào đầu nhá. Mấy chỉ có trong cửa đâu nhá. À, đi đâu? Nếu mà con đi thì đóng cái cửa kia vào nhá, có đóng được không? Ô, ở cả đó không? Hả? Không đóng được thì để chú Diêu chú đóng cho. Buộc nó vào, buộc nó vào sợ các cháu nó vào nó lại lục kẹo các kiểu. Con đi vào con chơi xong là bao giờ ấy thì ấy nhá. Nó luôn cả. Đây này. Bẩn tay ra. Em cứ ấy. Hả? Cái này chỉ cần kéo cái cây ở dưới này nó khắp bị đóng vào. Làm thế nào nó khó mở được. Bây giờ nói chung là cháu ăn no rồi cũng không lo nữa. Đấy, kéo vào đầu. Vào đầu. À, anh Dìa cũng tạo cái món này ghê nhỉ. Đấy, được chưa? Đã được rồi, được. Được. Các cháu này không vào được rồi. Vâng. Rồi bác đi nhá. Chào nhá, xin chào. Ôi chào, ôi bye bye rồi giờ. Tiếp bỏ đó. Bây giờ mình đi thôi. Cái đường này cũng chưa thấy cày đến. Kiểu này nếu mà ông bà làm không kịp lại làm xấu nhất cái đường này thì lại mất mùa. Tại vì thường thường cái ngô nó phải đúng cái thời điểm đúng mùa thì nó mới được. Còn ví dụ cứ như này thì nó sẽ kiểu như là bị muộn mùa đi là nó không thành đâu mà. Đúng rồi. Cái này chúng cũng chưa cày được ấy, kiểu là của bên kia thì người ta cày hết rồi. Như này cày lên khéo là cứng rồi ấy, mà cày không nổi ấy. Cái này không cày được anh ạ. Cày là nó khô quá đúng không? Nó khô quá. Nó thành cục xong nó lan hết đi hết ấy. Bây giờ anh em cũng dành thời gian đi chia sẻ những hoàn cảnh khác thôi các bác ạ. Cũng chào ông bà đấy thôi. Xin chào.